Thưa sư, là mình mua các con vật như chó, mèo, thỏ, hamster, nhím kiểng về nuôi có tội không? Còn nếu vô tình nó đi lang thang, mình thấy thương, sợ nó bị con này con kia ăn thịt, mình bắt nó nuôi, nó có bị sao thì có bị sao không? Sư thì thật sự mà nói, nếu như mà cá nhân sư ấy, sư không thích nuôi thú cưng. Bởi vì khi mà nuôi bất kỳ một chúng sanh nào đó thì có nghĩa là chúng ta, thứ nhất là chúng ta cộng nghiệp với họ. Mà cái thứ hai đó là cái chúng sanh đó có thể là nó sẽ phụ thuộc vào bản thân mình rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta nuôi cá thì con cá đó nó phụ thuộc vào môi trường sống, hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta. Cái môi trường đó là nó nước sạch hay nước dơ là do mình, mà cái chuyện mà mình nuôi nó mà mình bạc đãi nó là bản thân nó là ác nghiệp đấy. Rồi cái chuyện nó ăn ăn có no hay không, ăn có ngon hay không là cũng là do mình đấy, hay là mình bỏ đói nó thì nó cũng là do mình. Thành ra phải nói là đặc biệt là nuôi cá là sư không ủng hộ, bởi vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào mình đó. Rồi nuôi những con vật khác cũng vậy thôi, thì những con đó đa phần nó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào chính mình đó. Chúng ta nuôi nó tốt á, thì không sao, nhưng mà nuôi nó mà cái kiểu cho thấy nhiều người, ví dụ như là nuôi chó đó, rồi cột nó một chỗ á, cột một chỗ, xích nó một chỗ mà không cho nó đi, thì bản thân nó là ác nghiệp. Hoặc là nuôi chim mà nhốt chim ở trong lồng, mình cứ nghĩ là tốt cho nó nhưng mà đã hỏi ý kiến của nó chưa đấy, rồi không có cho, hạn chế sự tự do của nó thì bản thân nó cũng là ác nghiệp đấy. Hoặc là cho ví dụ như cho thú cưng ăn, mặc dù mang tiếng là cho con vật ở trong nhà ăn, mà giả sử như là cái bát ăn của nó mà nó dơ, mà mình làm biếng mình rửa nó để cho nó ăn ba cái đồ dơ bẩn đó, thì bản thân nó cũng là ác nghiệp. Cho nên nếu như mà có nuôi đó thì phải rất là cẩn thận, rất là cẩn thận, chứ không phải là mình cứ tùy tùy hứng. Thành ra phải nói là nếu như mà cái con gì mà sư, nếu như có nuôi thì sư nuôi chim, mà nuôi chim mình nuôi làm sao, nó là chim trời cá nước đó, nó bay nó trên cây đó, hoặc là ở chùa khi là có con sóc ở trong chùa, thì thí dụ như cơm gạo dư thì vãi ra đó, thì tụi nó ở trên trời, ở trên cây thì nó bay xuống rồi nó ăn. Hoặc là trái cây đó, trái cây mà dư thừa thì treo ở trên cây đó, thì ví dụ như con sóc nó ăn đấy. Thì như vậy đó, có nghĩa là nuôi thì cũng có nuôi, nhưng mà như vậy thì không có lệ thuộc gì hết, coi như là chúng ta không thuộc về nhau. Hôm nào có thì cho ăn, còn không có thì thôi, thì nó hoàn toàn có thể tự nó đi kiếm ăn và không dính dáng gì mình. Chứ không phải là khi mà chúng ta quyết định chúng ta nuôi một con gì đó là chúng ta hạn chế sự tự do của nó, thì sẽ không ủng hộ.